Những năm qua, việc trồng rừng gỗ lớn được cấp chứng chỉ rừng FSC tại tỉnh Quảng Trị đã có tác động tích cực trong việc bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu. Diện tích rừng được cấp chứng chỉ FSC tại tỉnh Quảng Trị chiếm 11% diện tích rừng của cả nước được cấp chứng chỉ này. Quảng Trị cũng là địa phương đầu tiên của cả nước cấp chứng chỉ rừng bền vững cho các nhóm hộ trồng rừng. Chi hội trồng rừng bền vững thôn Phú Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng có 22 hội viên tham gia trồng rừng bền vững từ năm 2013 đến nay và đã trồng được 340 ha rừng FSC. Việc trồng rừng bền vững có chứng chỉ FSC đã phát huy hiệu quả trên thực tế. Hiệu quả của rừng gỗ lớn á, FSC á, đem hiện tại rất lớn. Đó. So với rừng trồng gỗ nhỏ đưa vào khai thác, thì lợi nhuận của rừng gỗ lớn á, đem về hiệu quả từ 180 đến 22 triệu trên ha. Còn rừng trồng gỗ nhỏ, tất nhiên thì hiệu quả rất thấp, mà chi phí cũng rất lớn. Để có được thành công này, từ năm 2007, ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Trị đã chủ động xây dựng chương trình quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng FSC. Đến nay, toàn tỉnh đã có 38 chi hội với gần 500 hội viên, 5 đơn vị tham gia quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng FSC. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Bến Hải có trên 8,6 nghìn ha rừng được cấp chứng chỉ FSC. Đời sống của người lao động được cải thiện đáng kể. Lĩnh vực gieo tạo, tái sinh, kinh doanh các loại cây giống lâm nghiệp, nông nghiệp đi đôi với phát triển du lịch sinh thái, trồng rừng FSC đã trở thành một hướng đi bền vững của doanh nghiệp này. Rừng có chứng chỉ FSC nó cao hơn là 20 đến 30% khi mà tham gia thị trường quốc tế. Đời sống việc làm của người lao động trong việc thực hiện FSC cũng được là cải thiện. Bên cạnh đó thì là vấn đề nâng cao năng lực của là cán bộ công nhân viên và người lao động tại cái địa phương thì cũng được là nâng cao. Với những tiềm năng hiện có, tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu trở thành trung tâm gỗ nguyên liệu rừng trồng tại khu vực miền Trung. Việc phát triển rừng FSC trở thành một hướng đi tất yếu. Đến nay, toàn tỉnh có gần 20.000 ha rừng được cấp chứng chỉ FSC. Để tháo gỡ kịp thời những khó khăn của người tham gia trồng rừng FSC, tỉnh Quảng Trị đã triển khai một số giải pháp nhằm giúp người dân mạnh dạn đầu tư và yên tâm sản xuất. Ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo, tập huấn, hỗ trợ về lãi suất tiền vay để trồng rừng thâm canh gỗ lớn, kêu gọi các cái nhà máy chuyển đổi sản xuất sản phẩm thô sang chế biến sâu và thâm nhập với các cái thị trường châu Âu, thị trường Mỹ. Việc phát triển rừng gỗ lớn FSC không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cao cho người dân mà còn có tác dụng giảm xói mòn, rửa trôi đất, tăng độ che phủ của rừng trên địa bàn. Đây là hướng đi đúng của tỉnh Quảng Trị trong việc phát huy các giá trị của rừng.